thọ sáu mươi sáu tuổi. Phần 1. Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm giảng sanh. Hòa Hượng Hích Minh Tệ. Tác phẩm Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm giảng sanh. Tác giả Thích Minh Tuệ. Lời giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rất hân hạnh được thầy Minh Tuệ từ Mỹ Quốc gửi về quyển Niệm Phật đạt bất niệm từ niệm, bảo đảm giảng sanh. Nhờ tôi kính trình lên Đức Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, diện chủ chùa Giàng Đức, nhờ ngài hiệu đính. Ngài Hòa Thượng rất hoan hỷ và đọc quyển sách đến 2 lần. Ngài rất hài lòng cho rằng quyển Niệm Phật đạt bất niệm từ niệm, bảo đảm giảng sanh này rất hay, toàn lời ý đều là của chư tổ chư cổ đức. Ngài không còn ý kiến nào để bổ sung thêm được nữa, nên ngài chỉ ký tên để chứng minh thay lời hiệu đính của ngài. Kính thưa các bạn đồng tu, cùng tu pháp môn tịnh độ trì danh niệm Phật, trước sự yêu cầu thiết tha của thầy Minh Tuệ, tôi đành phải viết đôi lời giới thiệu thô kệch này. Đọc đi đọc lại 2-3 lần, tôi nhận thấy quyển sách này rất hay, rất cần thiết, rất quý cho tất cả Phật tử tu pháp môn niệm Phật. Những tiến trình về phương pháp hành trì và niệm Phật thế nào để bảo đảm giảng sanh rất chặt chẽ, chi tiết, tỉ mỉ, rành rẽ, dễ hiểu, dễ hành. Thêm những điều cấm kỵ, chứng tỏ tác giả là một hành giả đầy đủ kinh nghiệm, đã từng vượt qua bao khó khăn, chướng duyên, với ý chí vững bền mới đạt được kết quả bất niệm tự niệm này. Quyển Niệm Phật đạt bất niệm từ niệm, bảo đảm giảng sanh này xuất phát từ sự tự tu tự chứng của tác giả. Tôi xin thành tâm giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Hòa Thượng Thích Thiện Huệ. Lời ngỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Minh Tuệ tôi là một tiểu tăng rất dốt chữ nghĩa và giáo lý, lại thêm tuổi già sức yếu, không có khả năng tụng kinh tọa thiền, chỉ dốc một lòng niệm Phật A Di Đà cầu giảng sanh cực lạc để thành Phật độ chúng sanh. Sau nhiều năm nhập thất tình tu, vâng lệnh thầy trụ trì và thầy giáo thọ, tôi ra thất chia sẻ kinh nghiệm niệm Phật cầu giảng sanh cho Phật tử chùa Tịnh Luật từ tháng 3 năm 2009. Sau một năm làm Phật sự, có một số Phật tử trong và ngoài tiểu bang Texas thiết tha yêu cầu tôi viết lại kinh nghiệm tu tập của mình để làm kim chỉ nam cho hành giả tịnh độ. Tôi đã nhiều lần từ chối. Hôm nọ, bỗng dưng tôi sực nhớ lại lời chư tổ chư cổ đức dạy: tỳ kheo là phải tác như lai xứ, hành như lai sự, và dù phải bỏ thân mạng đi hoằng dương tịnh độ vẫn phải làm. Nên tôi mạnh dạn nhận lời viết quyển Niệm Phật đạt bất niệm từ niệm, bảo đảm giảng sanh này. Từ đó, hằng ngày sau thời khóa niệm Phật, tôi thường cầu đức từ phụ A Di Đà và chư Phật mười phương gia bị cho tôi viết quyển sách này đúng như pháp. Sau nhiều tháng đọc qua sách vở, tôi sưu tập những lời dạy của Đức Thế Tôn, chư tổ, chư cổ đức,
rút gọn lại những kinh nghiệm hành trì, cộng thêm sự khích lệ và giúp đỡ quý báu của quý thầy, quý điên hữu gần xa, tôi hoàn thành được quyển sách nhỏ bé này. Nhân đây, chúng tôi thành kính tri ân Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, Diện Chủ Chùa Giảng Đức, Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Huệ, Đại Đức Thích Tịnh Trí, trụ trì Chùa Tịnh Luật, Đại Đức Thích Pháp Quang, giáo thọ Chùa Tịnh Luật, Đại Đức Thích Chân Văn, cùng chư liên hữu Minh Chí, Diệu Âm, Ngọc Minh, Phạm Khanh, Hoàng Minh, Hoàng Huệ, Tịnh Ngọc, Bảo Nghiêm, Diệu Thanh, Quảng Âm, Minh Trung, Phương Đoan, Huệ Tâm, Quảng Viên, Thiện Bảo, Không Trì, cô Nguyên Đinh, cô Tâm Lý, cô Ngọc Tâm và nhiều liên hữu khác đã khuyến khích tận tâm giúp đỡ tôi hoàn thành quyển sách này. Chúng tôi ước mong quyển sách này được phổ biến rộng rãi. Những ai có duyên được đọc, áp dụng đúng lời chỉ dẫn, chắc chắn sẽ thỏa chí nguyện là đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm giảng sanh Cực Lạc thành Phật độ chúng sanh. Từ thiết nghĩ Đức Trí Hạ Liệt, với kinh nghiệm nhỏ nhoi hạn hẹp, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sai sót. Chúng con thành tâm kính đê đầu, đảnh lễ, ngưỡng mong các bậc tôn túc từ bi, quan hỷ chỉ dạy cho. Chúng tôi cũng hết lòng cầu mong các liên hữu gần xa tự nguyện quan hỷ góp ý xây dựng, để tài liệu này ngày càng phong phú hơn, hầu thật sự đem lại nhiều lợi ích cho hành giả tịnh độ. Việc làm này nếu có chút ít công đức, con nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới đồng phát khởi, trưởng dưỡng, thành tựu tính, nguyện, hành, để cùng con đồng giảng sanh Cực Lạc, thành Phật, độ chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Mùa An Cư Kiết Hạ 2010, tu viện Tịnh Luật, Thích Minh Tuệ kính ghi. Lời tri ân. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh đã ký tên ấn chứng tác phẩm được viết đúng như pháp. Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Huệ đã nêu lên những đặc điểm của sách thật sự hữu ích lớn cho hành giả tịnh độ. Thầy Minh Tuệ đã chỉ dạy rành rẽ, rõ ràng, chi tiết, tỉ mỉ một phương pháp hành trì rất đơn giản, thực tế, dùng công ích mà thành quả cao, tự bảo đảm giảng sanh. Y cứ vào những điều nói trên, chúng con vững niềm tin, chăm chỉ đọc sách, dũng mãnh tinh tấn, thực hành đúng theo lời chỉ dạy, nên có một số người chỉ niệm Phật trong vài ba hôm được nhập tâm. Chúng con được biết, hiện nay đã có trên 50 vị xuất gia và tài gia niệm Phật nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm, tự bảo đảm được giảng sanh Cực Lạc, bất luận tình huống nào. Quả thật, đây là chân diệu pháp, là pháp môn hợp thời cơ, dễ tu, dễ chứng, là con đường tắt nhất trong con đường tắt. Chỉ trong một đời thành Phật, không như những pháp môn khác phải tu đến ba đại A Tăng kỳ kiếp. Thời mạt pháp này mà được thầy Minh Tuệ trải qua nhiều năm nhập thất định tu, thu thập, rút tỉa nhiều kinh nghiệm quý báu, rồi trao truyền lại cho chúng con tu tập, mang lại kết quả như ý. Thật là một điều hy hữu, đập tan mọi lo lắng, nghi ngờ, nặng mang trong nhiều năm mò mẫm hành trì. Đây là cánh cửa lớn, rộng mở cho hành giả tịnh độ được giảng sanh Cực Lạc như ý nguyện. Chúng con nhiệt liệt tán thán công đức vĩ đại của quý thầy, thành kính tri ân quý thầy, đồng thời nguyện noi gương quý thầy, hành Bồ Tát hạnh, chia sẻ kinh nghiệm tu trì, đồng thời bằng mọi cách giúp đỡ mọi liên hữu có duyên hầu cùng nhau giảng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Tu viện Tịnh Luật, mùa thu 2010, một nhóm Phật tử ở Texas, USA. Tổ sư Pháp Nhân Thượng Nhân dạy: không cần để ý đến vọng niệm tán loạn, mà chỉ cần xưng danh hiệu. Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp thân khẩu ý
tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế, khi nguyện tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tâm tán loạn nhiều cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thiện tâm phát sanh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi bất tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm đầy đủ cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm hiện khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm thành tựu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là yếu quyết đưa đến nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Xin ghi khắc vào tâm can chớ quên. Lời Phật dạy. Đức Thế Tôn nói: Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chư Tổ nói: Chúng sanh vốn dĩ là Phật. Do vậy, Tổ Liên Trì Đại Sư nói: Sát sanh là giết hại Phật Vị Lai, tội lớn nhất, cực ác. Phóng sanh là cứu mạng sống Phật Vị Lai, là phước lớn nhất, cực thiện. Kinh Hoa Nghiêm dạy: Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai. Nhưng vì bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước che lấp, nên Phật tánh không thể hiện bày. Kinh Viên Giác dạy: Dứt vọng hoàn chân. Chư Tổ dạy: Một câu Phật hiệu dẹp trừ muôn vọng niệm. Vậy, niệm Phật là con đường dễ đi, thẳng tắc nhất, mau chóng dẹp trừ vọng niệm, vọng tưởng để thành Phật. Phần 1. Lòng tin là gốc vào đạo. Kinh Hoa Nghiêm dạy: Lòng tin là gốc vào đạo, là mẹ đẻ mọi công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành. Lòng tin có thể vượt qua các đường ma. Lòng tin có thể được vào định. Lòng tin có thể thoát biển sinh tử luân hồi. Lòng tin có thể thành tựu đạo giác ngộ của Phật. Kinh Hoa Nghiêm lấy thập tính làm điểm khởi đầu của sự thành Phật. Kinh Pháp Hoa lấy chánh tính làm cửa để vào đạo. Ngũ căn lấy tính căn làm đầu, ngũ lực lấy tính lực làm trước. Kinh A Di Đà cũng lấy tính làm đầu. Vì thế, chư Phật trong ba đời, chư Đại Bồ Tát, lịch đại tổ sư tu các công hạnh, đầy đủ đại nguyện lực, vào cảnh giới Phật, thành tựu Bồ Đề, chưa có ai không từ nơi chữ tính này mà bước vào. Lòng tin quan yếu như vậy, nên hôm nay tôi phát tâm cố gắng đem hết tâm lực để trình bày những hiểu biết nông cạn của mình. Mong quý vị củng cố thêm lòng tin tịnh độ. Tôi sẽ chia sẻ tất cả những kinh nghiệm nhỏ nhoi về hành trì niệm Phật trong nhiều năm tịnh tu vừa qua. Đồng thời rất hoan hỷ học hỏi ở quý vị những kinh nghiệm hành trì mà quý vị đã gặt hái được, để rồi cùng nhau công phu đắc lực hơn. Ngõ hầu chúng ta đồng vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Cổ Đức dạy, pháp môn niệm Phật là pháp môn hợp thời cơ, dễ tu, dễ chứng. 1. Hợp thời cơ. Tường Pháp Quyết Nghi Kinh dạy, sau khi Phật diệt độ là thời chánh Pháp trong 500 năm trì giới kiên cố. Thời Tường Pháp 1.000 năm kế tiếp thiền định kiên cố. Thời Mạt Pháp 1.000 năm niệm Phật kiên cố. Kiên cố nghĩa là thành tựu. A nhỏ, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn nay đã hơn 2.554 năm. Như vậy, hiện ta đi vào thời mạt Pháp hơn 1.000 năm rồi.
mà càng đi sâu vào thời mạt pháp thì đức trí chúng sanh càng hạ liệt. B nhỏ, kinh Đại Tập dạy: đời mạt pháp ức ức người tu hành hiếm có một người đắc đạo, chỉ có nương vào niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. C nhỏ, tổ thứ 13 Ấn Quang Đại Sư dạy: cựu pháp giới chúng sanh lìa pháp môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. 2. Dễ tu. A nhỏ, vì mọi người ai ai cũng niệm Phật được, bất luận tăng tục, ngu trí, vua quan, dân, nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, sĩ, nông, công, thương, binh, đau ốm bệnh tật đều niệm Phật được cả. B nhỏ, vì mọi nơi. Ở đâu cũng niệm Phật được, như ở chùa, ở nhà, nhà thương, nhà bảo sanh. Kính lại Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Con nay xin phát nguyện. Thường xin đảnh lễ Ngài. Thường xin đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Thân thể không đau bệnh. A Di Đà Phật. A Di Đà. Đức Thế Tôn từ bi xin chứng cho tâm thành, thương mẫu thân đo đai chịu mùng hành khổ đau triền miên, vô gián nơi A Tỳ linh hồn người đớn đau ngày đêm. Thương mẹ hiền đo đai bao ngày đói khát, bát cơm thâm tình lòng con hiếu xin dâng, để cho mẫu thân no lòng nhưng nào ngờ có ăn được đâu, cơm đưa chưa tới miệng đã quá thành lửa than còn đâu. Lòng con đau đớn xót xa, biết sao đáp đền thâm ân cuối sinh được. Và niệm Phật mọi hướng, sau đó dùng niệm Phật A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lại Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Kính lại Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Trong thế giới mười phương của chư Phật, chỉ có Đức Phật A Di Đà, chỉ có Đức Phật A Di Đà phát ra những lời đại nguyện, phát ra những lời đại nguyện với tình thương yêu vô lượng vô biên, với tình thương yêu vô lượng vô biên luôn che chở và cứu độ tất cả chúng sanh, luôn che chở và cứu độ tất cả chúng sanh vãng sanh về cõi nước của Ngài, vãng sanh về cõi nước của Ngài trong
nước mười phương. Trong tất cả các cõi nước mười phương, chỉ có cõi nước Tây Phương Cực Lạc, chỉ có cõi nước Tây Phương Cực Lạc là hầu thắng hơn tất cả, là hầu thắng hơn tất cả. Con xin nguyện quy y, con xin nguyện quy y, nguyện vãng sanh về cõi nước này, nguyện vãng sanh về cõi nước này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sắc thân Di Đà như núi vàng, sắc thân Di Đà như núi vàng. Tướng hào quang minh chiếu mười phương, tướng hào quang minh chiếu mười phương. Chỉ người niệm Phật được nhiếp họ, chỉ người niệm Phật được nhiếp họ. Nên biết bạn nguyện mạnh vô cùng, nên biết bạn nguyện mạnh vô cùng. Sáu phương Như Lai hiện lợi chứng, sáu phương Như Lai hiện lợi chứng. Chiêm xưng danh hiệu đến Tây Phương, chiêm xưng danh hiệu đến Tây Phương. Đến đó qua nào nghe diệu pháp, đến đó qua nào nghe diệu pháp. Nguyện hành thập địa tự nhiên hành, nguyện hành thập địa tự nhiên hành. Quy